Đây là bài 9 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Tì chiếu cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. Xie xie. Tiếng Trung khó không? Hàn yǔ nán ma? Đừng khách sáo. Bǔ kè qì. Alo. Wěi. Ở ngân hàng. Zài yǐn hǎng. Không phải. Bǔ shì. Đi bưu điện. Qù yǒu jú. Mình đi đây. Wǒ zǒu lǎo. Mai gặp. Míng tiān jiàn. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ hôm nay. Jīn tiān. Jīn. Jīn. Tiān. Tiān. Jīn tiān. Jīn tiān. Hôm nay rất cảm ơn anh. 今天很谢谢你. 今天很谢谢你. Hôm nay bạn bận không? Hay bạn hôm nay bận không? 今天你忙吗? 你今天忙吗? Hôm nay mình rất bận. 今天我很忙. 我今天很忙. Hôm nay không bận. 今天不忙. 今天不忙. Hôm nay đi đâu? 今天去哪儿. 今天去哪儿. Hôm nay đi ngân hàng. 今天去银行. 今天去银行. Hôm nay đi bưu điện không? Hôm nay đi bưu điện à? 今天去邮局吗? 今天去邮局吗? Bây giờ là từ thứ tuần. Xing chi. Xing. Xing. Chi. Chi. Xing chi. Xing chi. Hôm nay thứ. Jīn tiān xīng qī. Jīn tiān xīng qī. Bây giờ là từ mấy? Jǐ. Jǐ. Thứ mấy? Xīng qī jǐ. Xīng qī jǐ. Hôm nay thứ mấy? 今天星期几? 今天星期几? Mai thứ mấy? 明天星期几? 明天星期几? Thứ mấy đi ngân hàng? 星期几去银行? 星期几去银行? Thứ mấy đi bưu điện? 星期几去邮局? 星期几去邮局? Thứ mấy gặp lại? 星期几见?
Xin chi chỉ chuyện. Thứ mấy đi với nghĩa rời đi. Xin chi chỉ dẫu. Xin chi chỉ dẫu. Thứ mấy đi uống cà phê. Xin chi chỉ chữ hơ cà phê. Xin chi chỉ chữ hơ cà phê. Bây giờ là từ chỉ số 2. R. R. Thứ ba nguyên văn là thứ 2. Xin chi R. Xin chi R. Hôm nay thứ ba. Jin tian xin chi R. Jin tian xin chi R. Mai thứ ba. Ming tian xin chi R. Ming tian xin chi R. Hôm nay thứ ba à. Jin tian xin chi R ma. Jin tian xin chi R ma. Không, mai thứ ba. Bù, ming tian xin chi R. Bù, ming tian xin chi R. Thứ ba đi uống cà phê không? Xin chi R chu hơ cà phê ma? Xin chi R chu hơ cà phê ma? Thứ ba đi đâu? Xin chi R chu nả? Xin chi R chu nả? Bạn thứ ba đi ngân hàng à? 你星期二去银行吗？你星期二去银行吗？Không, mình thứ ba đi bưu điện. 不，我星期二去邮局。不，我星期二去邮局。Bạn thứ ba đi à, với nghĩa rời khỏi。你星期二走吗？你星期二走吗？ Bây giờ là từ chỉ số 1. 一一 Hãy nhắc lại 2. 二二 3. 三三 Thứ hai nguyên văn là thứ một. 星期一星期一 Thứ ba 星期二星期二 Thứ tư 星期三星期三 Hôm nay thứ mấy? 今天星期几今天星期几 Hôm nay thứ ba? 今天星期二今天星期二 Bài học này đến đây là hết.